mình là bình luận viên, nhưng mà trước khi vào trường quay, mình cũng như bất kỳ cổ động viên bóng đá Việt Nam nào khác rất là hồi hộp và lo lắng. Đấy là cảm giác chung. Và bọn tôi từ trước vẫn hay nói là cái cảm giác những cái dịp cuối năm hay có những giải đấu thể thao và các trận đấu bóng đá, một không khí nó rất là rạo rực, nhưng mà trong không khí trời rất lạnh của miền Bắc và Hà Nội nói riêng thì nhiều khi sự hồi hộp lo lắng cho đội tuyển, và ngồi trên sân hay ngồi bất kể đâu cảm giác rất là run, nhiều khi không biết run để do thời tiết lạnh hay là do lo lắng cho đội tuyển. Thì đấy là cảm xúc chung như vậy. Thì trong những ngày vừa qua chúng tôi cũng đi chơi, đi gặp gỡ mọi người từ thành thị đến nông thôn, nhất là các dịp này đang mùa đám cưới mà câu chuyện chủ đề chỉ có bóng đá thôi, suốt ngày là UAE sắp tới như thế nào, Thái Lan ra sao, và tâm lý chung của khán giả Việt Nam là rất ủng hộ huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển của ông, và hy vọng là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tôi là một cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam, tất nhiên yêu bóng đá chung của cả thế giới cơ, nhưng mà là người Việt Nam thì tôi yêu Việt Nam lắm, nhưng mà không một trận nào mà tôi không lo cả. Chứ còn nói bảo là tự tin thì đấy là không có não. Chứ thực ra thì vì chúng ta thực sự chúng ta đã có rất nhiều may mắn và chúng ta có sự tự tin. Nhưng mà đến trước cái đối thủ Tây Á này thì không hề đơn giản. Bởi vì 5 trận thì chúng ta gặp họ thì chúng ta thua 4. Chúng ta có một trận thắng 2-0. Chúng tôi có nhớ mãi kỷ niệm ý, nhưng mà kỷ niệm khác cũng còn khủng khiếp hơn, còn thua 5-0. Thế nhưng nói gì thì nói, 15 trận gần đây trên sân nhà của chúng ta là đều bất bại. 10 trận thắng và 5 trận hòa trên sân nhà trong khuôn khổ của đất nước Việt Nam này. Tôi cũng rất hy vọng rằng yếu tố sân nhà, yếu tố cổ động viên và đặc biệt sự tự tin mà huấn luyện viên thân yêu của chúng ta mang lại thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vì không, như bạn biết đấy, con mình thì bao giờ học giỏi nhất lớp, mặc dù điểm cháu là trung bình thôi, đương nhiên vì mình yêu nó. Bởi vì với cái trận đấu này thì cả hai đội đều rất là muốn thắng. Bởi vì trước đó thì UAE đã bị thua Thái Lan, nên là với trận đấu với Việt Nam này thì họ cũng sẽ dốc toàn lực để làm sao có được kết quả tốt nhất. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 1-1 cách biệt và có thể là 2-1, một trận đấu khó khăn và nhiều cảm xúc. Nhưng tất nhiên đấy là may mắn thôi. Còn theo quan điểm của tôi, trong hai trận đấu sắp tới chúng ta có 4 điểm đã là thành công rực rỡ. Đã chiến thắng thì phải hoành tráng chứ, đã mơ không ai đánh thuế giấc mơ. Tôi rất là mong thắng cách biệt với tỷ số 10-0, nhưng thực tế phũ phàng là chúng ta sẽ đến để biết. Mình cứ càng nhiều càng tốt, đúng rồi. Miễn là thắng đúng không? Đúng, chúng ta không điểm chung là Việt Nam thắng đúng không?